Chào các bạn, hôm nay Kiden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Nỗi đau không lời nào tả xiết trong địa ngục Covid-19 ở Ấn Độ. Mẹ đã bị con vứt ra đường đến chết, thi thể bệnh nhân xếp hàng dài dọc thô phố. Những ngày gần đây cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý về Ấn Độ vì một cơn bão Covid-19 khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng đang càn quét đất nước này. Trên các trang mạng xã hội, các bản tin truyền hình ở Ấn Độ và quốc tế ngập tràn hình ảnh các bệnh nhân mắc Covid-19 thoi thóp thở bên ngoài cổng bệnh viện. Người thân chạy đôn chạy đáo lo tìm nguồn oxy hoặc đang gào khóc trên đường phố khi người thân yêu của mình qua đời trong lúc chờ được chữa trị. Hoặc là đáng buồn hơn là hình ảnh xác người chết vì Covid-19 nằm la liệt dưới đất vì quá nhiều không xử lý kịp. Thi thể người chết xếp hàng dài trên phố. Mới đây hôm 26 tháng 4 năm 2021, trên mạng xã hội Twitter xuất hiện một đoạn video gây sốc và ám ảnh cộng đồng mạng vì cảnh tượng quá thương tâm ở lò hỏa táng Subhasnagar, thủ đô New Delhi. Đoạn video ngắn cho thấy một hàng loạt xác chết đặt nằm trên cáng. Mỗi thi thể được đắp tạm bằng những chiếc chăn, dây thừng buộc chặt vào cáng để chờ được mang vào lò thiêu. Cảnh tượng này gây khiếp đảm cho nhiều người, nhưng cũng được xem là hồi chuông cảnh báo cho tất cả người dân trên toàn thế giới rằng Covid-19 vẫn đang hiện hữu ở bất kỳ đâu, và nó có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người nếu chủ quan. Các lò hỏa táng ở những vùng tâm dịch tại Ấn Độ đã phải hoạt động hết công suất vì quá nhiều người chết, đến nỗi mà có thông tin rằng các bộ phận bằng kim loại của lò hỏa táng tại tiểu bang Gujarat, Ấn Độ đã bị nóng chảy sau khi hoạt động không ngừng. Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm với 100% công suất để hỏa táng các thi thể kịp thời. Kamlesh Seller, chủ tịch quỹ tín thác điều hành lò hỏa táng Kurukshetra tại thành phố Surat, tiểu bang Gujarat, phía tây Ấn Độ cho biết. Trước khi được đưa vào khu vực hỏa táng thì thi thể được đội hỏa táng mặc đồ bảo hộ, phun khử trùng. Cạnh đó là những nhân viên tang lễ, tình nguyện viên và thân nhân người chết đang dần dần kiệt sức. Người thân phải nhanh chóng nói lời vĩnh biệt với các nạn nhân bởi khu hỏa táng luôn quá tải. Chỉ một vài người thân được phép vào khu vực hỏa táng vì quy định phòng dịch và phong tỏa. Tuy nhiên, có quá nhiều đám tang diễn ra cùng một lúc nên khu vực luôn đông đúc. Mẹ đã bị con trai ném ra khỏi nhà, bị bỏ rơi đến chết vì nhiễm Covid-19. Theo trang tin ANI, khi cả đất nước Ấn Độ đang quay cuồng trước sự tấn công kinh hoàng của làn sóng Covid-19 thứ hai, là lúc tất cả mọi người cần đoàn kết giúp đỡ tương trợ lẫn nhau để cùng vượt qua sóng gió. Vậy mà một cụ bà ở Kanpur được cho là đã bị con trai ruột ném ra khỏi nhà vì bà có kết quả nhiễm Covid-19. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cụ bà nằm một mình trên đất, cơ thể đã ốm yếu đến mức không thể tự đứng dậy hay di chuyển. Trong khi nhiều người đang phải bỏ ra số tiền khổng lồ, chấp nhận mất hết tài sản để cứu người thân, thì gã đàn ông mất nhân tính ấy lại chọn cách hắt hủi mẹ già. Sau khi video lan truyền trên mạng, cảnh sát đã có mặt và đưa cụ bà vào bệnh viện Ursula ở Kanpur để điều trị, nhưng bà đã tử vong. Ngày 23 tháng 4, thì một chiếc xe cứu thương của Học viện Y học Vaipayee ở tiểu bang Madhya Pradesh, miền trung của Ấn Độ, chở thi thể bệnh nhân nhiễm Covid-19 đi hỏa táng, thì bất ngờ xảy ra sự việc. Một đoạn video quay trực tiếp tại hiện trường cho thấy chiếc xe cứu thương cũ lao ra khỏi cổng bệnh viện, cửa kính phía sau bị vỡ. Khi rẽ sang bên phải, tài xế tăng tốc khiến cho cánh cửa bên trái bị bung ra, một thi thể và cánh cửa bị văng ra ngoài, rơi xuống đất cùng với âm thanh loảng xoảng. Không rõ là có bao nhiêu thi thể được chất lên xe cứu thương tại thời điểm xảy ra sự việc này. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một anh gốc Việt đã bị truy tố tội gian lận mất điện thoại. Một người có tên là Thiện Kevin Nguyễn, 31 tuổi, sống tại thủ phủ Sacramento, phía bắc của California, đã bị truy tố một tội gọi là tội bất thiện. Theo tin của Insurance Journal, thì một tạp chí chuyên về bảo hiểm,
Thiện đã bị truy tố một trọng tội về việc từng khai man về việc mất điện thoại để được hãng bảo hiểm bồi thường tiền. Tổng số điện thoại bị khai man đã lên tới 35 chiếc. Không chỉ nhận tiền bồi thường từ hãng bảo hiểm, Thiện Kevin Nguyễn còn bị cáo buộc là đã rao bán điện thoại trên mạng xã hội để trục lợi từ điện thoại mà anh ta đã báo với hãng là đã bị mất. Tin của Insurance Journal cho biết, trong khoảng thời gian 3 năm, thì Thiện đã khai mất điện thoại 35 lần. Tất cả những vụ mất điện thoại đều xảy ra trong hoàn cảnh giống nhau, là Thiện bị mất máy trong lúc đi câu cá hoặc là đi cắm trại. Sau khi nhận báo cáo từ hãng bảo hiểm, thì các thám tử thuộc cơ quan bảo hiểm California đã tìm đến Thiện Kevin Nguyễn để phỏng vấn. Khi bị các thám tử chất vấn, thì Thiện đã nhận tội khai man về việc mất 35 chiếc điện thoại. Thiện đã đính chính rằng anh chỉ mất 3 điện thoại trong thời gian 3 năm nói trên và anh nhận được khoảng 25% tiền bồi thường bằng điện thoại Samsung. Thiện đã thú nhận với các thám tử rằng anh đã bán từng chiếc phone qua mạng Facebook, Marketplace hoặc là Craigslist, kiếm lời hơn 7.000 đô la từ việc bán điện thoại. Thiện đã nhận được các máy bồi thường có trị giá tổng cộng khoảng 24.000 đô la trong 3 năm. Phòng Biện lý hạt Sacramento đã làm hồ sơ để khởi tố vụ án này. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì chồng điên cuồng giết vợ đang mang thai, nhưng hành động tiếp theo mới thật là kinh khủng, đáng thương nhất vẫn là đứa con đầu lòng. Vào ngày 23 tháng 4 thì truyền thông Indonesia đã đưa tin một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra bắt nguồn từ bi kịch hôn nhân trong gia đình. Nạn nhân là một phụ nữ 26 tuổi mang thai con thứ hai được 5 tháng. Và kẻ thù ác gây trọng tội chính là chồng của cô ta, có tên là Pranoto Kasum, 27 tuổi. Theo đó thì vào hôm 21 tháng 4, một nhân viên trong xe ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc gần một nhà thờ Hồi giáo. Khi đi kiểm tra thì người này phát hiện một bọc chăn được vứt gần đó. Mở ra kiểm tra thì đó là một thi thể phụ nữ đang trong tình trạng phân hủy. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng tìm được danh tính của nạn nhân và xác nhận nghi phạm chính trong vụ việc là chồng của người phụ nữ này. Tại cơ quan điều tra thì Pranoto Kasum nhanh chóng thừa nhận tội lỗi. Theo lời người đàn ông thì vào ngày 19 tháng 4, cặp đôi đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Trong cơn tức giận thì Pranoto Kasum đã dùng gối bóp nghẹt người vợ đến chết. Dù biết vợ đang mang thai 5 tháng nhưng Pranoto Kasum vẫn thực hiện tội ác man rợ này. Điều kinh khủng hơn là hắn đã ở bên thi thể trong suốt 2 ngày coi như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí hắn còn ngủ chung với thi thể người vợ trong căn phòng trọ. Đến ngày thứ 3 thì thi thể nạn nhân bắt đầu thối rữa và bốc mùi khó chịu. Lúc này thì Pranoto Kasum mới tìm cách phi tang và bọc xác vào một tấm chăn đem đến khu vực trông xe vắng vẻ gần một nhà thờ. Nói về động cơ giết người thì Pranoto Kasum khai nhận rằng anh nghi ngờ vợ có nhân tình bên ngoài. Và cặp đôi cũng thường xuyên cãi vã nhau xoay quanh vấn đề chăm sóc con đầu lòng. Theo hàng xóm thì nạn nhân là một người phụ nữ xinh đẹp và tốt bụng, luôn thân thiện với mọi người. Trong khi đó người chồng thì bản tính cộc cằn, thường xuyên kiếm cớ cãi vã vì có máu ghen. Hàng xóm cho hay trong ngày xảy ra vụ việc thì cặp đôi đã cãi nhau rất to và một lúc sau họ nghe thấy tiếng động lớn. Khi thi thể người vợ được tìm thấy thì mọi người đều tin thủ phạm là chồng của cô, Pranoto Kasum. Hàng xóm cũng khẳng định rằng chưa từng thấy nạn nhân có mối quan hệ ngoài luồng nào với người đàn ông khác. Hiện thì vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Theo truyền thông địa phương thì nếu bị kết án tội giết người thì Pranoto Kasum có thể sẽ đối mặt ít nhất 15 năm tù giam. Dư luận cho hay điều họ cảm thấy xót xa nhất đó là đứa con đầu lòng của hai người sẽ ra sao khi mẹ thì bị giết chết còn cha thì phải ngồi tù. Đằng sau những bi kịch hôn nhân giữa hai người lớn thì trẻ em luôn phải gánh chịu hậu quả, có một cuộc sống thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì tiểu bang Tây Virginia của Mỹ đã tuyên bố trao trái phiếu tiết kiệm cho công dân từ 16 đến 35 tuổi đã được chích ngừa COVID-19. Trong một thông báo ngày 26 tháng 4 thì thống đốc tiểu bang Tây Virginia là Jim Justice cho biết tất cả người dân của tiểu bang từ 16 đến 35 tuổi đã chích ngừa COVID-19 sẽ nhận được một trái phiếu tiết kiệm trị giá là $100
Đây được coi là nỗ lực thu hút người trẻ tuổi tham gia chích ngừa. Hiện tại thì Tây Virginia có khoảng 380.000 cư dân trong độ tuổi từ 16 đến 35. Tiểu bang sẽ sử dụng số tiền nhận được từ đạo luật CARES, gói cứu trợ COVID-19 được Quốc hội thông qua vào tháng 3 năm 2020 để chi trả cho các trái phiếu tiết kiệm. Ngoài ra, ông Justice cũng bảo đảm số tiền từ đạo luật CARES được dùng đúng mục đích. Những người trẻ hiện nay không nhận ra được tầm quan trọng của họ trong việc chấm dứt virus corona, ông Justice chia sẻ thêm. Hiện tại thì tiến độ chích ngừa cho cư dân trẻ ở Tây Virginia chưa được như dự kiến, do đó thống đốc tiểu bang muốn triển khai kế hoạch phát trái phiếu tiết kiệm nhằm đưa tiểu bang Tây Virginia phục hồi khỏi đại dịch COVID-19. Chỉ có 52% dân số của tiểu bang được chích vaccine đầu tiên, thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu là 70%. Thống đốc tiểu bang cũng đưa ra các khuyến nghị khác nhằm tăng cường việc chích ngừa tại nhiều điểm trong khu vực, bao gồm đặt điểm tiêm chủng trước cửa trường học. Hôm 26 tháng 4, thì Sở Y tế quận Kanawha, thành phố Charleston cũng ra thông báo người dân có thể chích vaccine COVID-19 tại hai giải đấu bóng rổ của tiểu bang diễn ra trong tuần này. Giám đốc điều hành Sở Y tế, tiến sĩ Sherry Young, cho biết động thái này giúp các bậc phụ huynh và thanh thiếu niên trong việc tiếp cận điểm chích ngừa vaccine. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Pfizer có thể phát triển thành công thuốc chữa trị COVID-19 trong năm nay. Hãng dược Pfizer của Mỹ đang thử nghiệm loại thuốc chữa COVID-19 với mục tiêu có thể đưa ra thị trường trong năm nay. Theo tờ The Telegraph, thì cuộc thử nghiệm thuốc đặc trị COVID-19 của Pfizer đang diễn ra tại hai địa điểm ở Mỹ và Bỉ với 60 tình nguyện viên từ 18 đến 26 tuổi. Các tình nguyện viên sẽ dùng loại thuốc PF0732-1332 giúp ức chế virus sản sinh trong mũi, cổ họng và phổi. Loại thuốc ức chế này được cho là thành phần chính trong việc điều trị bệnh nhân HIV. Cuộc thử nghiệm diễn ra trong 3 giai đoạn, kéo dài là 145 ngày, cộng thêm 28 ngày sau đó để theo dõi và đo liều lượng. Trong giai đoạn 1 dự kiến hoàn tất vào ngày 25 tháng 5, thì các nhà nghiên cứu sẽ xem xét cơ thể sẽ hấp thụ loại thuốc này như thế nào và có phản ứng phụ nào không. Liều lượng sẽ được tăng lên trong giai đoạn 2 và giai đoạn 3, dùng để xem xét ảnh hưởng đến việc ăn uống. Trước đó thì loại thuốc này mới chỉ được thử nghiệm trên động vật, nhưng kết quả cho thấy không gây nguy cơ nghiêm trọng và phát phản ứng phụ. Khoa học gia trưởng của Pfizer, Michael Donston, nói rằng loại thuốc này có thể được kê toa cho bệnh nhân COVID-19 uống khi phát hiện bị nhiễm bệnh, không cần phải đến mức nhập viện hay điều trị tích cực. Nếu kết quả thử nghiệm lâm sàng không gây phản ứng phụ, loại thuốc này có thể sẽ được thử nghiệm trên bệnh nhân COVID-19. Các nhà nghiên cứu hy vọng loại thuốc này sẽ sẵn sàng được tung ra thị trường trong năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Kaylin's Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe, thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.